Chào các bạn, hôm nay có ông anh rể nhờ mình sửa dùng cái đèn LED trên xe ô tô có hình Đức Mẹ. Rồi đây nè các bạn, khi các bạn bật công tắc trên xe ô tô thì cái cục này nó sẽ giảm từ 12V bình xe ô tô xuống còn 5V để cấp cho cái đèn LED nha các bạn. Và đây là nguồn 12V các bạn, mình đã chuẩn bị sẵn để mình thử cái đèn LED này. Và mình đo thử nó là 12V nè các bạn. Bây giờ mình sẽ nối vào cái đèn LED coi nó sáng không nha các bạn. Vẫn không sáng nha các bạn, giống như là không có vào điện vậy. Rồi bây giờ mình sẽ gỡ cái cục này ra các bạn nha. Nó có cái nút tròn quặn ở trên này các bạn, mình sẽ quặn nó ra. Nó giống như cái cầu chì đó các bạn, cái cầu chì thật các bạn ơi. Và bây giờ mình sẽ đo thử cái cầu chì coi nó còn hay không nha các bạn. Các bạn bật cái thang đồng hồ về cái đo thông mạch đó các bạn, về cái hình nốt nhạc á. Rồi cái đồng hồ báo thông mạch đã sáng nha các bạn, và có tiếng tít, vậy là cái cầu chì vẫn còn. Và bây giờ mình sẽ mở luôn cái cục này ra nha các bạn. Các bạn sẽ cậy cái nắp tròn này ra. Sau đó các bạn dùng dao mình cậy hai cái bên hông nó ra các bạn. Bên trong cũng rất là đơn giản các bạn. Đây là cái vòng mát này các bạn. Và cái dây đỏ nó bị xúc ra rồi các bạn. Cái dây đỏ nối với cầu chì nó bị xúc ra rồi. Nó có một cái đầu và nó có cái lò xo nó ấn vô thôi nha các bạn. Và đây là cái mạch điện tử nè các bạn. Nó có con IC, nó sẽ giảm nguồn 12V của xe xuống còn 5V để cấp cho cái đèn LED. Cái mạch cũng đơn giản thôi các bạn. Và bây giờ mình sẽ cấp nguồn thử cho nó nha các bạn. Dây đỏ vào cổng và dây trừ sẽ vào cái vòng mát này nè các bạn. Và đèn đã sáng rồi các bạn. Như vậy là nó hư từ cái đầu dây nguồn đỏ với cổng đó các bạn, ngược ra ngoài. Cái đầu dây cộng nó sẽ nhét vào cái khe nhựa này các bạn, và có cái lò xo nó sẽ đè xuống, cho nên có khi nó bị tuột ra nha các bạn. Và bây giờ mình sẽ chế thêm cho nó chắc các bạn nha. Mình sẽ dùng một cái miếng thiết các bạn, mình cắt một cái miếng nhỏ vừa bằng với cái lỗ nhựa để bỏ cái lò xo vô các bạn. Cái lò xo nó sẽ đè lên cái miếng thiết này. Và mình sẽ hàn cái dây điện vào cái miếng thiết này nha các bạn. Các bạn đo cái miếng thiết này cho nó lọt vào trong cái khuôn nhựa nha các bạn. Đây các bạn, mình đã cắt được cái miếng thiết vuông như vậy nè các bạn. Thì mình sẽ hàn cái đầu dây điện vào đây nha các bạn.
cái lò xo nó sẽ đè lên cái miếng thiết này nha các bạn, nó chắc chắn hơn, nó không có bị tù. Các bạn phải lấy giấy nhám các bạn chà cho nó thật sạch, nó sáng, mình hàn chì nó mới dính nha các bạn. Đây mình đã chà xong rồi nè các bạn. Và bây giờ mình sẽ chấm chì vào nha các bạn. Rồi mình sẽ chấm cái chè đỏ vào nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ nhét vào xem coi nó thế nào nha các bạn. Nó rất là khó vào các bạn. Nguyên nhân là tại vì mình hàn cái đầu dây điện nó méo qua một bên đó các bạn. Bây giờ mình phải hàn cái đầu dây điện ngay giữa cái miếng thiết đó nha các bạn. Và bây giờ mình lấy mau hàn, mình chấm nó ra, mình hàn nó ngay giữa miếng thiết. Rồi các bạn, nó đã ngay giữa và bây giờ mình gắn vào thử nha các bạn. Cái bề ngang thì vừa nha các bạn, nhưng cái bề cao thì nó hơi cao một chút. Mình sẽ cắt bớt nó đi nha các bạn. Mình sẽ lấy kéo mình cắt bớt nó đi một chút là vừa. Rồi, vừa y rồi các bạn. Mình làm như vậy là nó không có sụp xịt gì nữa nha các bạn. Đó, cái lò xo nó chỉ đè lên cái miếng thiết này thôi. Và tiếp theo là cầu chì nó sẽ đè xuống các bạn. Và bây giờ mình sẽ ráp vào các bạn nha. Mình làm như vậy là nó sẽ chắc chắn hơn nha các bạn. Thì lúc trước là cái lò xo nó chỉ đè lên cái đầu dây điện thôi nha các bạn. Còn bây giờ là nó đè lên nguyên một cái miếng thiết luôn, thành ra nó không có xê dịch đi đâu được, nó chắc chắn hơn.
Và bây giờ mình sẽ quặn cái cầu chì vào là xong rồi nha các bạn. Và như vậy là mình đã ráp xong rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ thử nha các bạn. Đây là nguồn 12V. Rồi mình sẽ cắm vào thử nha các bạn. Rồi, đèn đã sáng rồi các bạn. Mình thử lại xem thế nào nha các bạn. Rồi, sáng tốt rồi các bạn. Mình đã thử một chút và đèn sáng tốt nha các bạn. Nãy giờ mình cầm mình cũng sơ ý, cũng không có để ý là bên nào phải bên nào trái nữa nha các bạn. Thì hai mặt nó cũng giống giống nhau. Nhưng mình nghĩ là chắc bên đây là đúng rồi các bạn. Tại bên đây cái chữ của nó thuận ha. Bên đây là cái chiều đúng của nó nè các bạn. Video của mình đến đây là kết thúc rồi. Xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.